Tết nhẹ chiếc quay mới làm của Thái bên độ xem căng bao nhẹ nhàng cho anh em, vít là nhõng nha. Đó. Rồi chào anh em quay đến 110 FI nha, giới thiệu cho anh em tham khảo quần lên combo bộ Thái chạy bốc chống thuộc nồi ha. Con này thì đang bị tình trạng là chạy thuộc nồi ha, bố bị tình trạng là sọc chuông nha. Rồi cho anh em phần cũ để cho anh em nắm có mình luôn. Cái chuông sọc chuông rất nhiều nha. Đó. Bố thì đang bị tình trạng là đi bố ngắt vòng chai lì bố nha. Còn cái bộ nồi sau thì đang bị tình trạng là thuộc bố không? Thuộc bố nha. Đó, nó bị tình trạng là chai bố nè, và mòn hết sắt nha. Cái lò xo đúng chưa đây. Cho anh em coi phần cái bộ lò xo luôn để cho anh em nắm có mình ha. Đây. Bộ lò xo cũ giữ xe nằm đây ha. Đây, bốn cái lò xo. Nó bị lúng rồi nha. Em cho anh em coi luôn. Để bóp ít xíu ha, lúng xuống nha. Đó, không còn cái đồ bung nữa. Thì có mình thì em sẽ chuyển sang xài của mình cái nồi Thái bên này ha. Bên combo gồm phần của bộ chuông bố, bốn bố, ba sắt, bốn xo nồi nha. Đó, một chuông nồi zin Thái này. Chắc đẹp mới yêu xe ha. Đi kèm lại cho anh em là full là bố Thái nha. Đó. 1 2 3 em đi là bố zin Thái dài bạn lớn nha, rất bền ha. Thì sắt nồi zin Thái combo ba lá này, trắng đẹp phun mới nè. 1 2 3 sắt nồi zin Thái nha. Đi kèm với xe combo full là bốn bố Thái ha. Đó, bốn bố nồi zin Thái bạn lớn nha. 1 2 4 ha. Đó. Và đi kèm với xe combo full là bốn lò xo mới, lò xo cũ làm bỏ nha. Đó. Anh em muốn lên combo bộ nồi Thái cho dòng quay đít cho một thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em là chuyên làm nồi Thái nha, chạy bốc êm bền nhẹ xe. Rồi, em chào anh em. Rồi chào anh em quay đít 10 FI ha. Giới thiệu cho anh em tham khảo qua nồi lên combo bộ nồi Thái. Đầu tiên mình cho phần cái lá bố phần cái đế nồi, combo nó gồm có là bốn bố, ba sắt và bốn lò xo nồi nha. Đó, anh em tiến hành là định tâm phần lá bố nồi nè. Đó. Cho phần vô chuồng heo nồi. Rồi, tiến hành cho phần cái bốn lò xo nồi vô. Lò xo thì nó có hai chiều ha. Anh em lưu ý là để cái chiều lớn nằm dưới nha, còn cái chiều nhỏ để nằm trên. Đó, để cắt nồi cho ngọt cho anh em. Rồi, tiến hành cho phần cái mặt ép nồi. Mà ép nồi gồm có là bốn chân nha, bốn chân ha, và bốn tán xiết đều bốn con. Rồi anh em xiết đều bốn con tán, xiết bốn xo nồi nha. Đó, nguyên tắc xiết đối chiếu nhau, con này đối với con kia, và xiết từ từ từng con một. Sau đó tiến hành là định tâm lò xo nồi nha. Đó, định tâm bốn con luôn cho anh em luôn. Rồi tiến hành cho phần cái bộ nồi sau với lại cái chuông nồi trước luôn nha ha. Rồi tới cùng bố ba càng nồi trước nha. Đó, thay một full chuông Thái bố Thái vô cho anh em luôn, chạy bốc êm bền nhẹ xe. Tới lòng đền chặn phe, lòng đền outside và tán nồi trước nha ha. Rồi tiến hành xiết tán nồi trước và tán nồi sau luôn. Rồi sau cùng mỗi lòng đền dày và tán nồi sau. Đó. Nồi trước thì nhiều hơn nồi sau hai lòng đền nha. Nồi trước thì lòng đền phe, lòng đền outside. Nồi sau là lòng đền dày và tán nồi nha, tán nồi nhỏ ha. Rồi tiến hành bắn cái tán nồi trước, tán nồi sau ha. Đó. Sau đó lắc gây lại toàn bộ lòng đền chặn phe nồi trước cho anh em ha. Rồi tiến hành này xiết nắp nồi rất ly tâm nha, gồm 3 con tán xiết đều 3 con ha. Cho phần mạch đạn nồi sau và cọ muỗng vô để test cho anh em ha, có hình full nồi Thái nha. Test nhẹ chiếc quay mới làm nồi Thái bên độ xem căng bao nhẹ nhàng cho anh em, vít là nhõng nha. Đó, em làm full nồi Thái ha, thay full nguyên là bộ chuông nè, bố ba càng Thái ha. Đó, full bốn bố ba sắt và bốn xo nồi full Thái, bốc êm bền nhẹ nhàng cho anh em, lướt gió nè, quá nhẹ nhàng luôn. Bao bóc chủ xe đó, dít là nhõng thôi. Combo đi full nồi Thái nha. Anh em mà muốn lên combo nồi Thái thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em mà chuyên làm nồi Thái và quay đến 110 FI á. Chạy bóc lên bờ xe đó, đã luôn, dít là nhõng ha. Em test vài đường để cho anh em cảm nhận của mình cái nồi Thái á. Đớt bóc, nhẹ xe và bờ, tiết kiệm xăng ha. Không bao giờ bị tình trạng thuộc nồi. Đó, anh em Grab mà muốn chạy nồi nhẹ bóc thì ghé bên em. Bên em thì chuyên làm nồi cho anh chạy Grab ha. Đặc biệt rất bền ha, nồi Thái thì bao cho mấy anh chạy một ngày bao là 3-4 cây nha, rất đã ha. Đó, từ vòng quay tới vòng một phu chờ nha. Đó, em test thực tế để cho anh em cảm nhận luôn. Làm xong bên em sẽ viết hóa đơn, phát hành đầy đủ cho anh em ha, để cho anh em chạy nha. Đó, anh em có nhu cầu thì ghé một phút. Rồi, em cảm ơn anh trai quay đến 10 FI rất nhiều.